4 triệu 7 điểm ở Arena các bạn ạ. À. Uầy, đổi chiến thuật cái lên điểm cao phải. Quá đã. Đây là trang Facebook chính thức của kênh Zilcast. Vào đúng 18:30 mỗi ngày, mình sẽ đăng video game trên trang Facebook này nha. Đừng quên đăng like hoặc là theo dõi. Ayo, chào mọi người đã cùng quay trở lại với tập 55 của tựa game Blade of Zombie 2. Mình là Cast Mobile. Yes sir, mở coi ngày hôm nay coi được cái gói gì nha. May mắn có đến hay không đây? Ngày dạ, sao toàn vô cái cây gì không vậy? Quá là buồn các bạn ơi. Ngày qua tiêu tiền thì cũng hết 15k mấy rồi. Đang nghèo mà lại phải tiêu. Toàn đấy, ui cây này không biết đủ chưa ta. Định mua, thấy cây này cũng ok phết nha. Nhưng mà cây này mình cũng ít dùng các bạn, thôi để lại đi. Để coi lát có nên mua hay không. Mình vô mình check nhẹ cái quên đi vô tưới cây cái. Lấy tiền, quên. Xém nữa là toàn. Đây, đó, hiện tại mình toàn trồng cây tiền thôi. 18.145 đúng không? Để mình thu hết 5 cây này sẽ được bao nhiêu nha. Ok. Ô, 5 cây được tới lên tới 20k luôn các bạn à. Vậy là 1 cây là tầm 500 đó. Ồ, ngon. Đây, lấy những cái cây cần thiết nha. Rồi bỏ cái này đi. Rồi bỏ này luôn và bỏ này luôn. Đấy. Tiền coi sao không ra cái tiền vậy? Trời ơi, ra toàn cái gì không à. Ra cái tiền thì nó phải đỡ tốn cái chậu cây không? Đó, phải vậy chứ. Ừ, hôm nay hên, hôm nay nhân phẩm quá các bạn ơi. Nhân phẩm đỉnh cao. Ui giời ơi, đừng ra cái nấm nữa. Hi, hi, cây tiền. Rồi, cây đầu hai đầu, cây tiền nào. Rồi, ok, đẹp. Đấy, mong chờ vậy thôi, cây lửa chắc đào luôn đi. Cây lửa này có tác dụng gì đâu. Đào luôn các bạn ơi, mình không có dùng. Rồi, đậu ba đầu, cây tiền coi, sao không ra cái tiền vậy. Tiền. Tiền. Trời ơi, rồi cái đầu ba đầu hoài luôn, không có kêu. Rồi đó, phải vậy chứ. Trước sau cho nó cũng ra các bạn à. Chỉ có sớm hay muộn thôi. Ok. À, cái cây hồi nãy mình đang định coi là cây này đúng không? Ồ, như vậy là chúng ta có thể nâng lên level và tăng đam lên, tăng đam để mà kéo mấy cái con bự với lại giảm thời gian. Vậy là mình nghĩ mình sẽ bỏ ra 5k mình lấy luôn ha. Thêm 20 mảnh nữa chứ mấy đúng không? Ừ, ok. Rồi lên luôn các bạn ơi. Rồi lát vô màn rồi mình dùng luôn. Ok, let's go. Tiếp tục thôi. Qua đi tại mấy rồi? 17 rồi. Ok. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay đừng quên để lại cho mình một like nha. Để mình có thêm động lực làm những video mới hay hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ồ, ải này gì đây? Ải này căng quá vậy. Ui, có con mực anh em à. Ôi, thôi toang rồi. Chết rồi, từ từ coi. À, có con mực căng đó nha. Bỏ gì ra giờ ta? Chả biết bỏ gì luôn á anh em. Không có cái cây nấm này để nó hơi căng ấy. Phải bắt buộc phải lấy cây nấm. Ôi rồi ôi, update thêm 5k nữa. Là tổng hết 10k của mình rồi. Ít cây quá anh em à. Cái này phải có cái cây băng là ngon rồi đó. Nhưng mà có cây điện thì thôi. Thôi tạm thời như vậy trước thử coi. Không có khoai tây, khó lắm á. Ok, mình sẽ thử nhân phẩm nha. Ôi ơi, hên xui mày rủi thôi. Biết sao giờ. Hên thì ăn, xui thì thua thôi. Có cái gì đâu đúng không. Không sao, có cái nấm này lo ở giai đoạn đầu ổn lắm. Cũng an tâm một phần các bạn. Sợ con mực vãi luôn ấy. Con mực, của con mực là ẩm. Nói ám ảnh luôn các bạn à. Lần trước mình chơi mấy cái arena đó đúng sợ luôn. Rồi đó, ổn rồi đó. Này không có khoai tây các bạn ơi. Hay toàn nha. Hay toàn nha. Không có khoai tây là một vấn đề rất là thiếu sót đấy. Thêm cái điện full cho tôi coi. Ở dưới có con sô kìa coi vậy. Ờ mới vô gặp con sô luôn. Kéo chân nó đi. Rồi đó, nước đừng có dâng lên. Ôi nước lại dâng lên nữa rồi. Nước lại dâng lên và con mực nó sắp ra. Oh my god, mực ra thiệt các bạn ơi. Minh điện đi. Giật nó. Đúng rồi. Giật được tới đâu hay tới đó các bạn ơi. Yeah. Không biết giật được hay không nè. Kéo chân đó. Kéo chân đó. Đúng rồi. Quên nữa. Nãy giờ mình quên có cây kéo chân. Ồ, kéo cái con kia chứ nó không có kéo con mực anh em à. Rồi con mực bị giật rồi. Ôi con mực không có mạnh lắm các bạn à. Ê được. Chiến thuật này ổn. Mình tưởng là nó quá mạnh đi. Trời ơi. Không cần phải lo. Quá là easy game boy. Mấy con sô thì cứ đưa vào viện dưỡng lão hết. Rồi đắp lá sen lên nữa là đẹp rồi. Ok boy. Thêm cây đây nữa đi. Nghĩ hàng giữa sẽ thêm một cây điện cho an toàn các bạn ơi.
Rồi bắt đầu chúng ta lên thêm lá sen. Ok. Nói chung là mặt trời thì không thiếu rồi các bạn ơi. Mặt trời này build easy luôn ấy. Mắt thợ lặn vô nè, từ từ coi. Nó còn một đợt tổng tiến công nữa, mình chuẩn bị flan food hết nè, rồi lụm tiền nè. Mình chỉ cần flan food vô cây điện là đủ ăn rồi. 1, 2, 3 nè, 4 nè, đó, 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 mực nè, flan, min điện nè, min điện nữa nè, trời ơi. Đấy, chờ flan food đi cái đợt 2 như vậy nó khá là nhanh luôn, và ok luôn, tiện liền, quá là ngon. Ngon cơm liền, lát nữa qua arena nha, ngày hôm qua không có đánh arena luôn anh em ơi. Nhớ thực sự. Ôi mặt trời. Nói chung là cứ dùng cái chiến thuật này của mình là rất là hợp lý bạn. Mặt trời không thiếu. Yes sir. Đậu cá sấu. Rồi. Không biết có gì diễn ra nữa hay không đây. Tiếp đến mình mong là đấu được ở ải survive. Những cái ải survive nó rất vui. Đấy. Mới nói xong các bạn ơi. Ải survive chắc luôn. Ready set plan. Ải này vui nè. Nhưng mà không biết nó sẽ như thế nào. Có cá sấu. Cái sáu đặt dưới nước được không ta? Đặt dưới nước được anh em ơi. Oh my god. Cái sáu là như thế nào mà cũng chả biết nữa bạn. Lâu rồi không có dùng. Yes cơ. Đậu cá sấu, đậu cá sấu. Đâu để coi coi công dụng ơi. Tăng tốc lên đây. Không biết mấy con cá sấu nó nhìn hài vậy các bạn à. Nhìn đúng cute luôn ấy. Đây nha. Đây nha. Đây nha. Ôi dồi ôi. Ra là vậy. Rồi ok. Cứ đặt full thôi. Đặt trên bờ hay đặt dưới nước đều được nha mọi người. Rồi ok. Thì mấy lá sen. Không biết lá sen trong đây làm gì nữa ta. Đây mình sẽ đợi mấy cái. Đáng lý ra phải đợi mấy cái cá sấu ở dưới cuối á. Mới đúng các bạn à. Đó. Đó nó ăn hết. Ê có mấy cái con thợ lặn ăn không được các bạn ơi. Ảo đấy. Ảo đấy. Ôi nó bắn luôn luôn nè. À, ôi, thợ lặn, ở lộn lướt sóng với chúng tôi. Ôi, nó bắn được ở trên các bạn ơi. Để ở trên nó sẽ lời hơn ấy. Oh my god, đâu, flan food thử ơi. Flan food này chỉ được có một hàng thôi các bạn à. Hài vậy. Ok, đây cho con cái xấu đây coi. Thằng thợ lặn này lại coi. À, tức là nó vẫn bắn nha mọi người. Ok, bắn nó ok hơn á, bắn nó lời hơn. Đây, để mình bút lá sen lên cho tụi nó thoải mái đi. Đấy, hình như chỉ có mấy thằng thợ lặn này nó không có bắn được thôi. Ủa nó không có ăn cùng lúc được. Ui giời ơi. Đồng thế. Đồng thế cái cậu. Nè 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 thả nè. Đó nè con mực. Con mực. Ui con mực trâu vậy. Ui con mực trâu quá các bạn ơi. Ui con mực căng đấy. Con mực căng đấy. Từ từ để một hàng ở đây. Để một hàng ở đây nữa. Ê thôi xong rồi. Rồi cái hàng dưới này toan rồi. Chết rồi. Cá sấu lên. Đấy. Rồi luôn. Cây 500 này không biết làm gì nữa. Ê. Mắc một hàng giữa rồi các bạn ơi. Hàng giữa khó chịu vãi. Rồi. Tiếp tục đẩy cá sấu lên thôi. Oh my god. Căng thế. 500 chỉ hút được mấy con sô thôi. Có làm được gì đâu ta. Khó chịu gì ta. Bắt nó coi. Bắt chân đó. Mình nghĩ cái hàng giữa chúng ta phải đẩy thật nhiều cá sấu mới được. Tại vì cái con mực đó nó vô khó chịu lắm các bạn à. Đúng rồi. Ê hàng dưới. Rồi luôn hàng dưới không để ý. Oh my god. Như vậy là chúng ta mắc hai hàng anh em à. Ôi con mực khó chịu phải nồi luôn ấy. Ui toán rồi. Kìa zombie nó vào rồi kìa. Trời con mực đúng khó chịu lắm các bạn à. Ôi nó biến mấy con của mình thành cái con sushi hết rồi. Ui khó chịu gì ta. Sushi với chúng tôi nè. Phải bảo vệ rồi. Tụi nó chuẩn bị tổng tiến công rồi anh em ơi. Đợt này hơi căng ấy. Cái hàng giữa này toan thiệt chứ. Cái hàng trên. Ủa cái hàng dưới cũng vậy kìa. Thôi toan rồi. Rồi xong. Cho xe chạy thôi chứ sao giờ hết cách rồi. Toan rồi toan rồi. Cái này đợt này chắc phải flan food thôi các bạn à. Mình flan food cái này nè. Ôi có con bự nữa kìa. Bắt tụi nó hết. Giờ chỉ có nước này thôi các bạn à. Cũng may con bự ra cái đường ở dưới anh em ơi. Ra đường ở trên là gãy luôn á. Đó mình sẽ thả tụi nó ra tiếp. Rồi mắc mấy thằng thợ lặn vô. Rồi ok ổn.
Ui con bự căng vậy. Chỉ sợ mỗi hàng dưới thôi à. Hàng trên này không lo rồi. Ui tính ra cái survive này cũng không dễ nha. Nói chung là vẫn ok nhưng mà có cái đều bị mắc xe thôi. Ui con bự này trâu quá. Cái sáu bắn gì mà không rụng được nữa kìa. Ồ nó trâu các bạn ơi. Ồ trâu với chúng tôi này. Ăn thịt nó, bắn nó. Ui đam thì của con cá sấu này nó không được cao các bạn à. Đam không được cao cho lắm. Rồi bắn nãy giờ mà thợ lặn nó chưa có rụng nữa kìa. Nè lại gần đi, lại gần đi. Lại gần nè. Cá sấu này phải nâng cấp lên mới mạnh. Còn hiện tại thì cấp 1 này yếu quá, chưa đủ trình đâu. Ok tiền bây giờ còn 10k thôi. Quay lại với những tháng ngày cày tiền nữa rồi các bạn à. Như vậy là chúng ta đã đi được tới nửa map rồi. Hãy bắt đầu từ nửa map này trở về sau nó sẽ rất là khó luôn ha. Đó, mình nghe các bạn bảo là như vậy. Oh my god, không biết sẽ như thế nào đây. Căng thế. Càng khó đó anh em ơi. Mấy con mật đó, cá sấu không có làm được gì đâu. Chắc mình sẽ dùng lại chiến thuật cũ. Ngày 19 rồi nè. Ngày hôm qua đúng có cái ải khó cực luôn ấy. Hôm nay không biết như nào. Trời ơi, phải bắt buộc phải dùng như vậy đó hả. Ui, xong tôi rồi. Oh my god. Từ từ coi. Trời ơi, nó bắt buộc phải dùng mấy cây này là hỏng rồi. Chắc phải dùng rồng băng thôi các bạn. Thôi, cây điện ok hơn á. Chắc phải lấy thêm cái này quá. Khó vậy ta. Ok. Không có rồng băng luôn rồi. Có cục băng các bạn à. Đoạn này căng rồi. Đoạn này căng đấy. Không đùa được. Cá sấu tới 125 dữ vậy. Đắt đỏ thực sự. Đắt đỏ ba gian luôn. Rồi đợt này chúng ta phải dùng điện ở giai đoạn đầu mới được các bạn ơi. Ok với lại có cục băng thì nói chung là cũng tạm ổn một phần nào đó. Ráng lên điện ơi. Điện gánh được không vậy. Một đứa. Rồi mình nghĩ ba đứa này thì nó ăn được. Rồi cứ đẩy hai hàng lên trước cho nó an toàn cái đó các bạn. Rồi sau đó chúng ta đẩy bắp lên. Cá sấu thì chắc phải đẩy hàng trên rồi các bạn à. Mình nghĩ vậy. Điện nó giật được hai thằng mà lo gì. Rồi ổn rồi đó. Đưa lá sen lên cái gì mình chịu tăng cái kiểu đồ. Ồ hay quá, đặt bắp chuẩn luôn chứ có chuẩn. Rồi ba hàng ok ngon liền. Không sao các bạn à. Đây ở đây một cây đi cho nó an toàn, bảo toàn tính mạng cái kiểu. Vô đây tụi bay vô đây. Lướt sóng à. Ôi lướt sóng ghê vậy. Ôi ôi rồi nó cắm. Ừ hên quá. Nó bị gãy các bạn à. Không biết sao bị gãy nữa. Ui chứ mà nó cắm dính vô đó là xong luôn á. Thua luôn đấy. Đây mấy con này xử lý mấy con thợ lặn hết. Rồi thợ lặn này phải có mấy cái lá sen này để chặn lại nó nè. Ừ nó lên nó ăn là nó ngẫm liền các bạn. Ồ lá sen không có trâu gì hết trơn. Lá sen kiểu như hơi mỏng manh ấy. Cá sấu chắc mình để ở trên quá. Đây để mình đóng băng tụi nó lại cái coi. Trời ơi, lướt sóng. Tụi này cũng ghê phết các bạn ơi. Bảo vệ cái kiểu mới được. Đây, cá sấu đây. Để mình boost cho cá sấu các bạn ơi. Đấy, ăn cái con mực nó mới được. Con mực nó khó chịu ghê á. Đóng băng thì chắc không được rồi. Đây, đóng băng thì chỉ có chơi cái chiêu này thôi nè. Đó, đóng băng rồi đó. Trời ơi, biến thành cục sushi luôn. Quá dữ. Thêm cá sấu, thêm cá sấu. Thêm mấy con nuốt chửng vào. Nên chắc phải thêm một hàng điện nữa quá. Mình nghĩ vậy. Đúng rồi bắn đi. Let's go let's go let's go. Tiến lên những người anh em ơi. Đó cá sấu bắt đầu chạy nè. Chạy nè. Điện nè. Thêm điện vào anh em ơi. Cá sấu chạy nè. Ừ rụng thằng mật liền. Rồi ổn rồi đó. Cái gì tổng tiến công liên tục vậy. Trời ơi. Rồi hồi nãy phải có cái flan food. Đây rồi. Trời ơi, vừa mới nói chưa kịp hồi nữa. Rồi luôn, không kẹp rồi, tụi nó vô tới trong rồi. Không sao, chúng ta còn bắp. Đây, cá sấu nè. Cá sấu đúng hài luôn các bạn à. Nuốt chửng nè. Cá sấu nè. Ô, cá sấu này hồi nhanh ha. Cũng được, ok, ổn ấy. Thêm cá sấu, thêm cá sấu. Thêm nhiều vào, ở dưới cái hàng xô này căng lắm. Ăn thịt nè. Trời ơi, cá sấu nó chạy một phát, bay màu liền. Ấy, nói chung là ở cái lúc nó gần đai rồi thì nó vẫn có thể bay lên nó cắn ha. Khá là hay. Yes sir, không biết cái lúc đó đam nó sẽ như thế nào. Đam nó có khác với cái lúc mà nó bắn hay không ta.
Không biết có giống hay không nữa. Để lát mình ra mình check thử coi. Với lại mình quên ăn cái cây cá sấu nữa. Đáng lý ra nãy phải nâng cấp mới đúng á. Tại vì trong 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 cái kho của mình có thể nâng được. Survive đó hả? Oh my god. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Bắp cũng ok á mọi người. Nhưng mà mình thích làm chậm hơn. Bỏ cá sấu đi. Ôi ôi, lại căng rồi. Không biết cái cây bắn này á, cái cây tiền sử này nó có đẩy về hay không ha. Đang đây là dùng bí ngô, mà bí ngô làm chi? Con ma không biết đặt được trên lửa hay không, ở trên nước hay không nữa. Cây này đang được boost nè, chắc mình sẽ dùng cây này quá anh em ơi. Để có gì nó gánh tim được. Ê, rồi luôn rồi, mình thiếu cái nấm. Thôi xong. Và thế là hết. Rồi thôi xong rồi. Và thế là hết. Từ từ. Hàng này hả? Hàng này chắc đặt cây giữa là chuẩn rồi đó. Trời ơi. Ok, tạm ổn đi. Cũng được, cũng được. Bắt con này lại coi, con này trâu lắm. Ở trên thêm một cây điện nữa mới sống nổi. Rồi luôn, mặt trời lâu ra quá. Ôi, đặt không kịp rồi anh em ơi. Bắt con này lại. Thêm một cây sen ở đây. Thêm một cây điện ở đây nữa. Giật kẹp ông ta. Ui ở trên con nó trâu quá vậy. Cho nó ăn khoai tây đi. Rồi luôn. Ồ giật kẹp anh em ơi. Được ổn. Trời con sô nữa kìa. Ồ nhìn con sô xạ thế. Rồi flan food vô con này cho nó lớn nhanh lên. Rồi một hàng điện. Ok. Khoai tây một cái cho nó an toàn coi. Rồi ổn rồi đó các bạn ơi. Oh my god. May quá. Mình vẫn còn sống. Ôi, ghê quá. Ải này căng thật đấy. Ải này không đùa được. Một lấy có cái con có con mật ra nữa mà. Mà tuột cũng khó chịu luôn. Đây, bây giờ mình chỉ có dùng cái chiêu này thôi. Tại vì hiện tại nó đang có flame food, nên là cũng chưa có xả lắm. Đúng rồi. Chuẩn. Để lá sen đây, chuẩn bị flame food lên tiếp nè. Nhanh lên. Sao flame food lâu quá vậy? Đây rồi, đấm nè. Đó, phải có như vậy mới win được anh em. Trời ơi, đấm rụng hết. Ha ha. Giỡn của chúng tôi hả cái cậu. Cậu không có cái tuổi. Ôi, ở trên nữa kìa. Không có cái tuổi. Rồi đó, vô đi. Ngon vô. Ôi, nó đấm kìa. Bắt mấy con mực lại. Nè, vô đây tiếp. Nè. Vô nè. Ui, cái cây cải này phát huy tác dụng nha. Ôi cái cải đúng ngon luôn em ơi. Chết rồi. Bút thêm mặt trời thôi, thiếu cải. Đây rồi, đấm ở dưới một cái. Ở dưới ghê quá vậy. Ở dưới hơi nguy hiểm. Ở trên cũng vậy nè, đấm tiếp. Vô càng đông càng ngon. Vô nó đi, nè đấm nè. Ôi, đang được bút quá đã em ơi. Vô với chúng tôi nè. Đấm rụng hết. Thêm một cây đồng băng ở đây nữa. Vô đây, tụi bay vô đây. À nè, chuẩn bị tới nữa nè. Hiện nguyên hình lên, flan food lẹ lên. Đấm thêm cái nữa, hiện nguyên hình nè, ôi cái cải. cái cải đúng đỉnh luôn á. Flan food vô cái cải, ui. Cái cải ở trong mấy cái ải này ngon á anh em ơi. Tại sao tôi không biết sớm hơn nhỉ. Quá đã. Nhưng mà hiện tại nó đang flan food, nhưng mà không flan food nó cũng mạnh á các bạn. Ôi, phải có nhiều tiền up cây cải này lên ha. Up lên cỡ đam nó con này mà 300 thì thôi rồi luôn. Đúng chiến luôn á. Nhưng mà đam hình như có mấy chục à. Nhưng mà nó cái tốc độ ra đòn nó rất là nhanh các bạn. Mình tới ải 20 rồi, còn 10 ải nữa đánh boss. Yes sir. Quá tuyệt vời. Tiki Tucker gì kìa. Cái đó kiểu như một dạng thử thách thôi. Ôi, mấy thử thách đó chắc chắn nó sẽ khó lên dần. Mình nghĩ là ở cái ải cũ của mình, cái ải mà party á, Miss Step Tour gì đó, mình đi tới hình như ải 11, 10 gì đó, không nhớ nữa. Oh my god, cái gì vậy ta? Trời ơi, mấy ông này đi ghê vậy? 200 mấy điểm luôn kìa. Ủa, 200 mấy cúp, tức là bỏ ra rất là nhiều cái bàn tay để chơi á, toàn mấy dân nạp tiền thôi anh em ơi. Hay là dân hát mình cũng chả biết nữa. Nghe nói hát vẫn đi arena được là hơi buồn ấy. Hơi buồn. Cái arena này là sao tôi quên rồi ta. Bơm là thứ không thể thiếu. Yes sir.
lấy thêm cái gì nữa ta? Cái bí cũng được anh em. Cái bí lần trước mình test được 2 triệu mấy điểm á, nên mình sẽ lấy wasabi nó ngon hơn. Bowling thứ hai nhờ. Các bạn kêu mình lấy bowling đi. Bowling là một cái thứ gì đó rất là đã ở trong cái arena. Đam là 45. Ok, mình sẽ lấy thử, test thử ha. Rồi, test thử chiến thuật mới này thử ơi. Không có cherry ha. Ok. Không biết chiến thuật này nó có an toàn hay không nữa, thì cùng xem mới biết được. Đặt cái đây để biết sao không? Lấy mấy cái con mà nó đu đu dây xuống đó, nó sẽ bị nổ. Rồi ok. Ô đặt này hơi sâu rồi đó. Chúng ta đặt lỏng lỏng ở ngoài này thôi. Đặt, tại vì nó không có vô sâu tới trong đâu. Rồi let's go. Đây chúng ta đẩy củ cải lên trước để lấy điểm. Mà thôi chắc cũng không cần, tại vì tụi nó vô tụi nó ăn bơm của mình hết rồi. Ôi giời ơi, thoải mái. Rồi bắn nè. Bút nè. Bơm nè. Đó, tụi nó bắt đầu lên đó mọi người. Ui, wasabi sấy hơi sớm nha. Rồi đó, bắt đầu vô chiến thôi. Chuyển thôi. Gán hạ cái con nó sớm các bạn ơi. Con nó được tới 500.000 điểm gì đó, mình nghe nói là vậy. Ok, dùng đam. Ok, dùng đam, nãy giờ chưa đi nữa kìa, mảnh gì. Ui, đúng châu luôn á. Ui, châu vãi nồi. Ui, dùng đam nhưng mà chưa rụng nữa kìa anh em. Rồi, trời ơi, hình quá hàng nó cũng chưa sao các bạn ơi. Ui, châu quá. Quá châu, quá kinh khủng. Bắn nè. Ở dưới thì không cần phải lo các bạn à. Hình như rụng con đó rồi. Ui, 700.000 điểm, quá đã luôn em ơi. Con số cực kỳ đáng mong mơ ước. Wow, tuyệt vời. Hình như ăn con đó tới 500k điểm rồi thì phải. Yeah. Phải vậy chứ cái cậu. Phải vậy chứ, rồng lửa giờ không kịp đặt luôn ấy. Ôi, nó nhiều kìa. Ôi, zombie nhảy với chúng tôi vô đây. Thoải mái. Ui, đông quá. Ui, 1.200.000 rồi anh em. Tôi nghĩ là đợt này điểm nó cao hơn nhiều luôn ấy. Mình nghĩ đợt này mình sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Yeah, điều đó là đương nhiên. Ê, trời, con gà vô luôn rồi. Ok. Ráng sấy cái thằng bự. Ủa, cái thằng cầm cọp anh em à. Rồng lửa không có chỗ đặt luôn nè. Wasabi nữa nè. Bowling nữa nè. Đấm nữa nè. Rồng lửa và đấm. No, con gà. Trời ơi, con gà vô, nó đẩy cái hàng đó là gãy liền đó. 2 triệu mấy rồi anh em ơi. Phải nồi, tôi không có chỗ đặt luôn ấy chứ. Nó nhiều quá các bạn à. Nó quá là nhiều đi. Mặt trời không cần lụm luôn các bạn à. Bơm nè, tại vì khi mà mình lụm mình sẽ bị giảm cái thời gian lại. Bo liên nè, wasabi nè, rồng lửa nè, đấm nè. Ôi, bo liên nè, 3 triệu mấy điểm các bạn à. Để coi ráng lên được 5 triệu điểm không. Rồi ráng rụng cái con đó là được rồi. Con nó hơi khó nha, hơi trâu nha. Ui rồi ôi, điểm kìa. Ôi rồi ôi, điểm kìa. Rụng chưa vậy, chưa rụng nữa anh em ơi. Ủa, châu quá. Quá là châu luôn ấy. Rồi mấy hàng ở trên ghê quá vậy. Bảo vệ cái kiểu coi. Ủa, cái con nó châu ghê á. Trời, nãy giờ chưa rụng nữa kìa. Châu thế cậu. Châu vừa thôi chứ. 3.8 triệu anh em à. Yes sir. Thêm cái củ cải nữa. Ui, lên không kịp luôn ấy. Ui, 4 triệu 7 điểm ở arena các bạn à. Uầy, đổi chiến thuật cái lên điểm cao phải. Quá đã. Yeah. Cực ngon luôn. 4 triệu 7. Oh my god, tôi không ngờ luôn á chứ. Chiến thuật này ổn áp hết đấy. Oh wow. Được. Hợp lý. Mấy cái thằng mà cày arena nhiều á, tiền nó nhiều lắm các bạn. Tại vì nó đi thêm một cái nhận một cái hàng ngang nữa. Tức là mình yêu cầu mình phải có thật là nhiều cái bàn tay này nè. Đấy. Đây là lần đầu tiên mình test ha, nên ra mình được 4 triệu 7. Nếu mà cái này mà mình kiểu như là chúng ta có test được qua nhiều lần á, chắc có thể sẽ hơn nữa đó mọi người. Wow, quá dữ các bạn ơi. Đã thực sự luôn ấy. Ê, bây giờ mình test lại một lần nhưng mà mình đổi chiến thuật nha. Mình sẽ đổi chiến thuật. Yes sir. Đổi chiến thuật gì đây? Củ cải nó cũng ngon. Cherry không ngon bằng chiến thuật hiện tại luôn á. Mình thấy Bolin là ổn lắm luôn rồi. Nếu mà giờ thay thấy gì, Bolin là quá ổn rồi. Không cần thay gì nữa luôn á. Mình xem sơ qua coi có chiến thuật nào ngon hơn nữa không. Cây kế hả? Cây kế không được. Các bạn nó dùng cây đậu ba đầu. Mà đậu ba đầu làm gì được điểm như vậy đúng không?
Đấy, đâu bắt đầu sao được điểm nhiều. Ôi, anh em quên cái cây nào rồi sao? Đây nè, cái boomerang khi mà chúng ta đặt vô nó xoáy hết luôn á. Nó đi một hàng luôn anh em, hay là bây giờ test thử nha. Test thử boomerang thử nha. Chứ rồi mình chưa có nâng cấp gì nữa. Toàn thế. Ok, mình sẽ test thử. Boomerang chắc chưa ai test đâu nha. Boomerang mình còn hơi cùi, phải boomerang xịn là ngon rồi. Thật ra nó cũng không vô tới đây đâu. Rồi ok. Let's go. Đấy, sẽ có mấy cái con chui xuống như vậy rất là khó chịu. Mình phải dùng cái con mực này để trị nữa nè. Rồi, để coi đợt này được nhiêu điểm nha. Trời ơi, mặt trời, đó. Nè, con boomerang nó trị được một hàng luôn anh em à. Đấy. Nhưng mà hình như đam không được cao thì phải. Rồi, bắt đầu tụi nó vào rồi đó. Ồ, nó trị được một hàng luôn anh em ơi, ngon chưa? Nhưng mà đợt này thiếu Pauline thì hơi sợ nha, hơi lo đấy. Mình hơi lo lắng cho cái đợt này. Hơi lo thiệt đấy, không đùa đâu. Không đùa đâu, xoáy nào. Boomerang hết chỗ diễn luôn rồi, hết đất diễn luôn rồi. Quá đông đi. Trời ơi, tính ra tụi nó không có vô được luôn á mọi người. Ôi, mấy con gà này đúng nguy hiểm luôn các bạn à. Bắt buộc phải đặt bom ở dưới mới được. Ôi, mấy con gà đúng đáng sợ luôn. Hình như rụng thằng kia rồi thì phải, chưa rụng nữa hả? Rồi luôn, nó vô tới trong. Rồi luôn, ui, đợt này thua rồi. Không, đợt này vẫn win nhưng mà có cái ít điểm các bạn à. Có cái hết điểm, tại vì mấy con gà nó chạy vô mình không có cái gì để thủ ở dưới nè. Ấy, nó hơi nguy hiểm á khúc đó. Bom nè, bom lên nè, rồng lửa nè. Ui, đợt này không hạ được cái con kia, ít điểm ghê á. Ồ, đó, mấy con gà đúng khó chịu luôn. Mình sẽ phải để cái gì ở hàng cuối để mình bảo vệ các bạn à. Rồi đó, ok. Chứ mấy con gà nó vô khó chịu lắm. Gà vô là thua ngay. Con bự nữa nè. Bự với chúng tôi nè. Ôi, boomerang đam hình như hơi thấp ấy anh em ơi. Bơm lên. Wasabi, củ cải. Rồi, luôn con gà nó vô luôn, thấy không? Đạo xanh mắc điểm của mình rồi. À, chúng ta không có cái cây gì thủ ở dưới á. Thành ra gà nó vô là thua liền à. Khó lắm. Ui, như vậy là thua chiến thuật cũ rồi. Khá là ít điểm ha. Với lại đợt này mình cũng đặt hơi chậm nữa. Mình phải có cái cây gì thủ ở dưới á thì may ra mới được các bạn à. Chứ con gà nó vô là chịu rồi. Gà vô là đẩy một hàng là chúng ta thua luôn. Mắc điểm. Uổng ghê á. Đó. Rồi luôn, gà vô rồi mình không kịp. Không kịp trở tay các bạn à. Ôi trời ơi, điểm ít ghê. Cái boomerang này không có tác dụng luôn ấy. Thôi vậy cũng ổn rồi. Có 1 triệu mấy à, thua cái chiến thuật cùi bắp của mình nữa các bạn. Rồi đấm mấy con này coi sao tụi nó vô đông vậy. Rồng lửa nè. Rồng rửa của cái cậu nè. Chẳng lẽ mình thua cái thằng kia sao? Mình không thể nào mà thua dễ vậy được các bạn. Trời ơi, sao thua được cái thằng kia được. Không để nào. Triệu tư liền, triệu ba liền. Rồi, của mình bút liên tục luôn mà, lo gì. Wasabi, boomerang cái cuối nè. Cái cuối nữa nè. Rồi, 1,5 triệu. Vẫn hơn thằng kia. Hơn thằng kia có 50k điểm thôi đó anh em. Ôi, cái này boomerang không ổn anh em ơi. Do biết sao không, đam thấp quá. Ấy, phải đam cao là ngon rồi. Rồi, vẫn chiến thuật cũ của mình. Bowling nữa là ok. Bowling chơi với mấy cái bài cũ là ngon rồi. Ok, chúng ta vẫn còn thiếu 1 điểm để lên hạng 7. Cay thế. Quá là buồn luôn. Nói chung là vậy là cũng ổn rồi các bạn à. Ôi, có quá trời cây luôn. Update nữa nè. Đam con này có 20. Trời ơi, nâng lên được có 25 đam à. Hơi cùi. Nếu mà up lên nó được 30 đam. Giảm thời gian. Bắt buộc phải up thôi các bạn. Cho dù hết tiền. Tại vì up lên nó cộng chỉ số ngon quá. Bắt buộc phải up thôi. Cái này bỏ đi. Cây đó không có tác dụng gì đâu. Lỗ thêm nữa, không biết ai sáng chế ra cây đó luôn á. Chắc sáng chế ra để hút máu thêm á mọi người. AI mà mọi người cũng biết rồi. Rồi để coi trong cửa hàng coi có cái gì đặc biệt không. Để có thể mấy tập sau mình sẽ mua ha. Thì có thể mọi người sẽ bình chọn những cái cây nào mà, mấy cây nào mà được nhiều like á mình sẽ mua. Thì hiện tại mình đang ngắm tới cây băng nè. Bây giờ chỉ có 2 cây mình lựa chọn. Ở 3 cây chứ, cây băng nè. Cây con ếch nè, với lại cây hoa ăn thịt. Đấy, giờ chỉ có 3 cây cho mọi người chọn thôi ha. Mấy cây này nó yếu lắm các bạn ơi. Hoặc là cây mặt trời này được không ta? Nếu được thì lấy chọn ứng cử viên tiếp theo là cây Goblum nè.
Đó, thì hiện tại có 4 cây đó, có nhiều các bạn bình luận đi. Cây nào nhiều like á thì mình sẽ có thể mua trong tập tới hoặc tập tiếp nữa. Đấy, tại vì trong một tập thì có thể là sẽ không có phân định được. Đó, các bạn cứ comment đi. Cây băng mình thấy cây băng là nó cần thiết cho mình luôn á. Tại vì nó không cần phải dùng bắp nè, không cần phải nó làm chậm được ở giai đoạn đầu. Đấy, không cần phải dùng đậu rồng băng luôn. Đó, hiện tại là vậy ha. Rồi thì chắc tập này tới đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi tập ngày hôm nay của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ bấm vô cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Còn bây giờ thì bye bye.